Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Duyên Môn TV. Hôm nay cả nhà mình sẽ ăn rau rừng như mọi người. Đây là rau đắng. Đây, một mâm luôn. Mình nhúng với thịt bò nha mọi người ơi. Đây, thịt bò với lại mắm nêm á. Đây mọi người ơi, mình sẽ ăn cái này là cái gì ta? Cà chín với lại mình sẽ giã với ớt với chanh nha mọi người. Chứ mình sẽ giã nha. Ngon lắm, Ăn với kêu cơm. gì rồi đấy. Đây là lá lá gì ta, Tên giống như không kiểu đâu, nó lại kêu là lá quế của húng bên quế húng quế, nhưng mà húng quế này là húng quế bên Thái Mơ Lan. Nông mình nha mọi người. Đây lá này phải giã với cà cà chín á, ăn rất là ngon nha. Cà đắng là mọi người chín rồi á, mình giã với lá húng quế bên Mơ Nông mình gọi là lạc lôi, lạc lôi đúng rồi, lạc lôi với ớt thì mọi người ơi. Xíu nữa mình sẽ ăn, bây giờ mình sẽ bỏ bò trước nha, nhúng vô, đói quá rồi, mới đi làm về mọi người là tối luôn. Bây giờ mấy giờ ta? 9 giờ, 9 giờ hơn mọi người ơi, mới ăn tối. Thơm quá. Ướp mà thơm nhận. Rồi mình đợi chín rồi, mình lấy bún trước đi. Lấy bún. Chị Thanh ơi, lấy em miếng bún. À đi. Ăn bằng tô nha mọi người ơi, ăn bằng tô cho nó khỏi phải múc đi múc lại mọi người. Đây múc lại, tô múc đi múc lại mấy tô luôn. Tô cũng phải múc đi múc lại. Múc múc đỡ hơn là chén đó mọi người. Sau đó mình sẽ nhúng rau này. Rau này ăn tốt cho sức khỏe. Đây là rau này là rau mọc tự nhiên nha mọi người, mọc tự nhiên ở trong vườn á, nên là mình vườn không tiêu. Có vườn tiêu, mình không có xịt thuốc thang hay là cái gì hết, nên hái luôn, hái không cần rửa luôn nha mọi người. Sạch lắm, vườn tiêu á này chữa bệnh mà. À, rau này không biết bên mình gọi là gì ta, rau tầm bóp hay là rau đắng thì mình không rõ nữa, nhưng mà bên mình gọi là tha tăng á mọi người. Bây giờ nước sôi rồi nha mọi người, mình sẽ bỏ rau nha, nhúng rau. Cái này rau này là nhúng ăn thôi, chín nhanh lắm mọi người, ăn nhiều càng tốt. Đây một mâm luôn, ở ngoài còn một mâm nữa, xíu nữa ăn hết giờ mình bỏ tiếp nha mọi người ơi. Rau này ăn rất là tốt nha mọi người, nó hơi đắng đắng nhưng mà ăn ngon lắm, nó kiểu tựa tựa giống như là lá ổ qua á mọi người, nhưng mà nó đỡ đắng hơn nhé. Ăn một lần là nghiện luôn. Ngon không có thuốc thang. Giờ mình sẽ chờ một xíu. Không, ăn luôn được, ăn được luôn rồi hả? Rồi. Được ăn hết rồi. Ăn thôi. Múc chỗ anh trước kìa. Ăn xa xôi, ăn lạnh. Đó mọi người, lấy rau thì không khó tự lấy được, nhưng mà thịt thì không tự lấy được nha mọi người ơi. Được mà. Không biết các bạn ăn tối chưa, chứ nhà mình hôm nay về muộn đó, đi làm về muộn đó mọi người, nên là ăn tối hơi muộn xíu, đói lắm, giờ thì đói như gì á. Wow. Mình sẽ múc mình trước nhá, nóng nhỉ? Không cần đâu. Mình sẽ ăn cà trước đi. Không cần đâu. Cay mà ngon mọi người ơi. Mời mọi người ăn. Bây giờ mình sẽ múc vào tô nha, ăn nha mọi người ơi. Mời cả nhà ăn kia kìa. Mãi chăm chú luôn. Mời cả nhà ăn nha. Dùng lời của Uy luôn. Đây rau mọi người ơi, nấu hủi lên nha, mời cả nhà ăn cùng nhà mình nha. Đói quá, cay cay á. Mình bình thường hay làm mắm ruốc á, nhưng mà nhà hết mắm ruốc mình làm với mắm nêm lên mọi người, nhúng mắm nêm lên. Anh ăn không? Mời mọi người ăn cùng nha.
kiểu nào ăn bún bún với lại cà giã không mọi người? Về cả nhà mình ăn ăn cùng nha, đói lắm rồi á. Mình làm hơi cay cay rồi nên là không cần làm mắm nữa mọi người. Nước sốt ngon nhỉ? Nước sốt, nước lẩu. Nước lẩu mọi người. Cái này là mình bỏ, mình lấy nhiều tỏi lắm mọi người ơi, tại vì cái này nhúng ăn nhiều tỏi nó ngon lắm. Cái lại mắm nêm, mình bữa trước thì mình làm mắm ruốc á, ăn ngon lắm, nhưng mà nay không có mắm ruốc nữa hết rồi. Sao mình cắn được. Ăn mời mọi người ăn nha. Cắn được luôn à. Này là ruột nè. Ruột đó mọi người. Cho thêm rau luôn nha. Rồi. Từ lấy cái này qua bên này đã. Rồi chín bỏ bên. Nước cắn ra rồi bên này. Nước cắn gần đúng. Ngon lắm mọi người ơi, lâu lắm rồi mới ăn rau này. Rau này nó có theo từng mùa nha mọi người. Mùa này là được bắt đầu mưa. Ừ, mùa mưa này nó có nhiều lắm. Đó là mình xào tỏi nè, rồi mình xào thịt bò cũng ngon, mình nhúng cũng này ngon. Rau này ăn ngọt lắm mọi người ạ. Rau đắng mà. Rau đắng mình mới ngọt mọi người ơi. Rau này mình nghĩ là an toàn mọi người ạ. Tại vì trong rẫy mình á, chỗ nào mà mình xịt cỏ á, dùng thuốc này kia thì nó không bao giờ nó mọc lên đâu. Thì có cái đoạn chỗ mình trồng tiêu á, là nó mọc nhiều. Tiêu thì mình không có xịt cỏ này kia, đất còn đẹp, nó mọc nhiều. Nguyên vườn đó mọi người, nguyên vườn là cái này nó mọc nhiều nhỉ. Mình hái được một cùi luôn á, mình phải lặt lại. Em xin cà đắng, cà ngọt, cà chua. Cà này là cà, không phải cà đắng, mọi người cũng là cà, nó tựa giống như cà đắng nhưng mà nó không có đắng. Nó chỉ giòn, ngọt. Nó chỉ giòn giòn như loại đó nhưng mà nó không có đắng. Mình rất là thích ăn cà mà nó chín như vậy mọi người. Mình chín như này là mình giã nó giòn lắm. Chứ ăn xanh thì nó không có giòn. Giòn giòn, ngọt ngọt, cay cay. Với lại mùi thơm của Hà Croy nữa mọi người. Cũng quế mọi người ạ. Có nhiều rau dại mà ở ngoài rừng mọi người, mình cũng không rành cái tên tiếng Việt á. Mình biết tiếng Mơ Nông mình nói vậy. Các bạn thông cảm nhé. Nãy giờ nhà mình đổ hai nồi nước lèo đấy nha mọi người ơi. Hai nồi nước lèo với lại thêm mâm rau nữa mọi người. Đói quá, phải ăn muộn quá mọi người. Ông nhiệt tình luôn. Thường thường đi làm về ăn 6-7 giờ là thấy đói rồi, hôm nay 9 giờ mới được ăn. Thật là giỏi giang. Thật là đáng thương. Mình đi làm về muộn đó mọi người. Đi chợ nữa, tối luôn. Tắm rửa rồi lặt rau. Mời mọi người ăn cà. Cà giả ớt nha mọi người, cay lắm mà ngon. Cứ cay là ngon. Cái gì mà cay là ngon. Vô ớt là mất vị á. Quen ớt, không có ớt là cảm giác ăn đâu. Đồ nó ngon cỡ nào ăn mà cũng vô vị. Cay mọi người ơi. Ăn cái này mắc giòn. Đối với Uy cái nào ăn là tốt cho sức khỏe. Dù nó coi như thế nào.
bỏ ăn cà nè, không lấy được thì nói nhỉ, không dám nói. Ừ nào không dám nói chứ. Nè ngon lắm mọi người ơi, thèm ăn lắm. Ngon lắm mọi người ơi, mọi người cũng ăn rồi. Mới một tô à, mình ăn ít lắm mọi người ạ. Ăn hai tô rồi. Hai tô là một tô nhưng mà ba tô được. Quy gì là ba tô luôn. Có dưa một tô thôi. Rau mọi người. Cho là tốt cho sức khỏe. Mùi gừng thơm. Mùi hành tỏi. Mùi tiêu. Cay quá mùi ơi. Cay mà ăn đồ nóng nữa. Đúng bài luôn. Lạnh. Bên ngoài trời đang lạnh á mọi người. Mọi người nhớ ăn đồ ấm nha. Ăn đủ no, mặc đủ ấm. Quy là ưu tiên đủ ấm trước, đủ no sau. Cay cay nóng nóng mọi người ơi. Nóng quá, nãy đang còn thấy lạnh nên mặc áo rất là ấm luôn. Ăn vô thì nóng người luôn. Nó quá mọi người. Còn nhiều mà, ăn thêm mà. Nãy thì cháu mình đi chợ mua 3 ký bún, 1 ký thịt bò, với lại mấy nhỉ mà ăn nửa gần nửa rồi mọi người. Hết rau rồi mọi người. Nhìn rau ạ. Xương sao không nhai được nhỉ? Mấy bữa nay mình đi làm mọi người không để ý cái thuốc mà mình xịt xong rồi sót lại á, ngửi nhức đầu giờ sổ mũi, cái giọng nó nói nó lạ lạ, mọi người thông cảm nha. Ăn cái này giúp tăng cân nha mọi người. Mình đã quá nên là hơi tập trung, mọi người thông cảm nha. Nước ngon ghê luôn á. Mắm ruốc còn ngon hơn. Mắm ruốc ngon. Mắm lên. Còn ngon hơn hợp với cái này. Mắm ruốc mà ai mà không quen ăn cũng được không mọi người. Mình không chừa mắm nào hết. Nãy giờ 4 giờ cháu mình ăn xong rồi mọi người ơi. Đây
nguyên mâm rau mà còn ít thế này. Thì nãy mình có mua 3 ký, giờ vẫn còn một nửa, trong tầm hơn ký, ăn hết hơn ký. Nước lèo thì nãy giờ đổ được 3 nồi rồi mọi người ơi, 3 nồi này. Nên là giờ còn cũng còn ít thôi. Và mình xin phép dừng video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người yêu thích video này thì cho Jin Moon TV xin một like, một sub và một comment nha mọi người. Hy vọng mọi người về sau nữa sẽ luôn ủng hộ kênh Jin Moon TV để kênh ngày càng phát triển hơn nha mọi người ơi. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye.